Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 14 tây tháng 8 năm 2023. Trong tất cả những sự hoàn hảo thì lúc nào cũng có một cái gì đó, một cái điểm nào đó bất cập. Và cái điểm đó đôi khi lại là một cái nơi xuất phát mọi cái sự gọi là thảm họa sau này. Câu chuyện mà thành phố là nè ở trên đảo Maui thuộc tiểu bang Hawaii cháy đã chiếm lĩnh tất cả mọi trang báo của nước Mỹ trong tuần lễ vừa qua. Và cái vụ cháy này bây giờ con số người thiệt mạng càng lúc càng leo lên một cách nhanh chóng và người ta chưa có một cái kết luận nào rõ ràng cho đến giờ phút này. Tuy nhiên có một cái sự kiện nó xảy ra ở tại cái đảo maui liên quan đến vụ cháy một cái sự kiện mà chúng tôi gọi là hoàn hảo hoàn hảo theo nghĩa là trên giấy tờ nhưng mà khi có biến thì thưa quý vị sự hoàn hảo đó lại là một cái thảm họa chết người và nguyên nhân tại sao sự hoàn hảo trở thành một cái thảm họa chết người là chủ đề phân tích của anh em chúng tôi trong cái sự việc này. Xin chào anh Đô Dũng. Chào một thêm. chào khán giả SBTN. À, như quý vị nghe tin sáng nay tôi đưa đó, cái số người chết ở tại Hawaii đó, trong vụ cháy thành phố là hai nà lên tới gần 100 người. Bây giờ đó người ta đang thắc mắc là tại sao ở thế giới hiện đại như thế này ở một cái thiên đường hại giới như thế, ở một khu vực không phải là đông dân cư, thành phố chỉ có 13 ngàn dân mà chết cả trăm người như thế Không biết chuyện gì xảy ra Thì bây giờ đó, cảnh sát trưởng ở cái quận hạt ở đây cũng như bộ tư pháp của tiểu bang Hawaii, họ cho biết là họ đang điều tra xem chuyện gì xảy ra đó. Chưa biết đổ lỗi cho ai, phone À, à, lỗi ở ai Chưa biết Nhưng mà bây giờ người ta đánh giá Người ta qua những cái phỏng vấn Và qua những cái, cái gọi là Kiểm tra ban đầu Thì người ta thấy rằng là cái hệ thống Báo động Của Hawaii Nó tuyệt vời lắm Nhưng mà nó đã không được sử dụng Một cách đúng mức Rồi cái tâm lý của người dân ở đây Và rồi nó không có cái sự gọi là phối hợp chặt chẽ bởi vì chưa bao giờ Hawaii bị tình trạng như thế này. Đó là cái mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị. Trước hết đó, thì khi mà cái cháy này nó xảy ra đó, chúng tôi phải nói cho quý vị biết, Hawaii có một cái hệ thống báo động được coi là tốt nhất trên thế giới. Nó có tới 400 cái gọi là cái, 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 cái còi hùng khi có chuyện gì xảy ra là nó hụt liền và riêng ở cái đảo Maui nó có 80 cái tám chục cái cũng dễ hiểu thôi bởi Maui nó không có đông dân như là đảo Oahu Oahu thì đông dân hơn thì nhiều hơn còn là Maui nó chỉ có tám chục cái nhưng tám chục cái này người ta bảo là nó vẫn hoạt động bình thường khi có những cái chuyện đặc biệt là gì ở đảo thì cái mà bị đe dọa nhiều nhất đó là sóng thần Sóng thần ở đây vào năm 1960 làm cho 61 người thiệt mạng và kể từ đó Hawaii họ thiết lập đó. Tức là chúng ta biết là khi mà Sóng thần từ xa là còi nó hụt để bà con kịp để chạy di tả nó cứ nó rất bình thường mà nó trở thành một cái chuyện hàng ngày sống ở những cái đảo nhưng mà khi mà cháy thì là vấn đề khác đó thì giờ đầu tiên hết đó người ta thấy là cư dân đây ta bảo là cái hôm mà cháy không nghe cái còi nó hụng không nghe còi hụt, đó là nhiều người họ nói như thế đây này ta bảo rằng là trong suốt thời gian cháy theo cơ quan khẩn cấp của hawaii tổng phát ngôn viên adam wichot cho biết là cái hệ thống mà còi hụt không được sử dụng Đây là cái đảo mà tôi, đảo Maui là đảo lớn thứ nhì. Nếu mà tính về diện tích ở trong quần đảo Hawaii, cái đảo lớn nhất là đảo Hawaii thứ nhì là đảo Maui là thứ ba là đảo Wahoo. Đó. Thì ở đây 80 cái 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 máy cái còi hụ đó đối với người dân đó, là họ quen với chuyện là sóng thần và những cái thiên tai khác. Thì họ bảo rằng là gì? trong thời gian qua khi mà cháy như vậy đó không ai biết hết bởi vì nó, nó im lặng thì chính ông quen Wentz ông thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với CNN mới đây này ông bảo là không ai ở mức ở cái cấp tiểu bang và không ai ở cấp cao ti đã tìm cách mà khởi động những cái cái còi báo động này theo như hồ sơ mà ông biết tức là nếu mà khi khởi động đó là nó có ghi lại đây là ông chết trong kiểm tra hồ sơ là trong suốt thời gian cháy là không có khởi động cái này đó thì ông cũng nói luôn là khi nó không khởi động và cộng thêm cái nữa là cái lửa đi quá nhanh thì khi mà lửa đi quá nhanh như vậy đó người ta tìm cách là phối hợp để báo động cho người dân bằng những hệ thống khác bây giờ chưa biết tại sao mà cái hệ thống báo động nó không kêu nha 80 cái hệ động nó không kêu thì lúc đó đó theo như cơ quan khẩn cấp của hawaii là họ có nhiều cái hệ thống khác để mà họ báo động cho người dân bao gồm cái gì điện thoại di động truyền hình và radio ba cái phương tiện đó báo cho người dân họ lên đài truyền hình họ lên radio và họ tách cho người dân biết đó thì khi mà làm như vậy đó nó có một cái là lúc mà vừa cháy như vậy thì nó bị cúp điện <laughs> và cái gọi là gì hệ thống internet là không hoạt động nó tắt hết đâm ra là trên cell phone không phải là ai cũng nhận được cái báo động đó và bây giờ báo động trên truyền hình và trên radio thì người ta bỏ chạy mất rồi đâu, đâu có ngồi trong nhà đâu mà nhiều nhà không có điện mà ngay cả có điện thì bỏ chạy rồi bởi vì ra thưa quý vị khi báo như vậy thì quý vị ngồi nhà quý vị coi tivi được đúng không quý vị bỏ chạy rồi sao có tivi được nữa rồi nếu mà ngồi trong xe đó thì mới mở radio thì mới nghe được nhưng mà rồi cũng không ngồi trong xe luôn có những người ta bảo là phải chạy bằng xe đạp này có người đứng lên skateboard bỏ chạy có phóng ra biển bơi ra ngoài thuyền người ta không nghe những phương tiện đó còn cell phone đó thì internet nó là mất luôn Nó không có access vào được Đó là cái chuyện Mà bây giờ người ta đánh giá Có lẽ ngay các giới chức tiểu bang Hawaii lúc đó Người ta không ngờ được Bởi vì chưa bao giờ có cái lửa nó cháy nhanh như vậy Cho nên người ta nghĩ rằng là Ô bây giờ thế giới hiện đại rồi Ai cũng có cell phone Ai cũng có tivi ai cũng có Người ta mới thông báo qua cái đó thì những cái đó lại là những cái mà người dân không biết Ai mà may mắn thì đọc được thì biết Đó là một cái đầu tiên Tức là có cái sự phối hợp nó bị lùng cục Mà lúc đó thì thưa quý vị Nó không có một cái người mà quyết định chính thức Mà việc quyết định không hiểu tại sao không mở Thì bây giờ mình chưa biết vì sao người ta không mở báo động đó Tại vì cái chuyện này mình nói công tâm mà nói anh Long Nhạc tức là sau khi xảy ra rồi đó người dân nó chúng tôi không nghe báo động mà ngay cả lúc đó nghe báo động nó chưa chắc nó hiệu quả là bởi vì sao nó dẫn đến cái chuyện là gì người dân họ họ chỉ quen với cái báo động mà qua những cái còi thôi họ không quen với những cái phương tiện như cell phone truyền hình và radio đó thưa lòng thì tại sao người ta chỉ quen với cái này rồi lát chúng tôi mới nói là tại sao mà ngay khi cả người ta biết người ta vẫn không chạy, sau đó chúng tôi sẽ nói tiếp biệt đầu tiên hết long <laughs> tại sao người dân hồi họ, họ 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 không quen với những cái này? Bây giờ, bây giờ à, sao? theo lời uh, nữ dân biểu Chiu Tokuda nói chuyện trên đài CNN vào hôm thứ bảy vừa rồi, họ nói rằng bà nói rằng là uh, chúng tôi dựa vào cái hệ thống mà báo động bằng những cái còi báo động này để mà báo động nhiều chuyện và có lẽ rằng là hình như là tiểu bang hay là chính quyền địa phương họ underestimate có có cái rằng là họ một có cái gì đó họ đánh giá cái tình hình nó uh, không có đúng họ không lường trước được cái chuyện nó xảy ra như thế này tất cả người dân họ quay theo lời của bà uh, tokuda bà nói rằng là tất cả chúng tôi đều dựa vào cái hệ thống này để mà báo động. Mà khi mỗi lần báo động như thế chúng tôi nghĩ đến chuyện sóng thần, chúng tôi nghĩ đến những cái chuyện khác. Và một cách nào đó thì cái hệ thống báo động nó lại không, khi không nó không hoạt động đó thì chúng tôi hoàn toàn chúng tôi bất ngờ. Chúng tôi không có nghĩ đến cái chuyện là sử dụng cellular phone hay là các phương tiện khác để mà thu thập được cái thông tin trước cái tình trạng cháy rồi thêm một cái tình trạng nữa là người ta nói rằng là hình như mọi người rất là bất ngờ rất là bất ngờ trước cái vụ cháy này và nó cháy nó cháy quá nhanh thì nó xảy ra một số trường hợp là khi những cư dân mà nhà họ bị cháy họ ào ạt họ tìm mọi cách họ chạy trốn và họ chạy trốn thì khi đi trốn như thế đó không có người nào báo được cho với cái chính quyền rằng là chuyện gì đang xảy ra rồi đúng một cái hệ thống điện hệ thống hệ thống phone cũng bị gọi là không hoạt động cho nên có thể là các giới chức họ cũng không được nhận một cái thông báo nào gọi là kịp thời để mà họ tung ra một cái gọi là là một cái tôi, tôi tạm dùng là một cái uh, uh, À, Chiến dịch khẩn cấp để mà báo lửa đang 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 hoàn thành ở đây thì có nhiều cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự việc này một người ta nói rằng là người ta không có lường trước cái chuyện này nó xảy ra quá nhanh ta. vâng cái uh, coi như người dân ở đây đó thì họ quen với lại những cái uh, cái cái chuyện mà những chúng tôi nói đó là uh, báo động qua cái còi mà bây giờ cái còi đó nó không có hoạt động mặc dù trước đó đó là người ta có tập dợt làm thường xuyên nhưng mà người ta chỉ nghĩ đến là sóng thần và những cái thiên tai khác chứ người ta không nghĩ đến cháy rừng và cháy rừng người ta không ngờ thì là cái cháy này nó đi quá nhanh đó là cũng phải kể đến yếu tố khách quan đó nữa rồi như tôi nói hồi nãy đó là khi bị như vậy đó thì các cái phương tiện mà tiểu bang họ sử dụng đó thì nó lại không có hiệu quả. Lâm à, ra là người ta bị miscommunication. Và bây giờ người ta xong rồi đó thì người ta mới nói như thế. À, tôi không dám nói chứ là đổ thừa. Nhưng mà bây giờ như tôi nói một lần nữa là cảnh sát và bộ trưởng tiểu bang của Hawaii họ đang điều tra xem nó như thế nào nhưng mà rõ ràng là nó có một cái chuyện lùng cùng ở trong cái 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 cái, cái chuyện mà uh, ứng phó với cái tình trạng mà cháy rừng như thế này và nó còn những chuyện gì nữa chúng tôi, tôi, sẽ trình bày tiếp với quý vị trong cái vụ cháy này sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SPTM. Cảm ơn quý vị những mình của đài truyền hình SPTN. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình trái tin. Chúng tôi đang nói về các cái nguyên nhân vì sao một cái vụ cháy ở thành phố là hai nà ở bên Hawaii nó bị nặng nề như thế và số người chết lên tới gần 100 người. Thì chúng tôi đang phân tích những cái mà lý do là do cái hệ thống báo động ở đây và cách thông tin cho người dân nó có vấn đề, nó có vấn đề họ không có chưa bao giờ họ gặp một cái cháy mà nó nhanh như thế cho cái phối hợp của họ cũng bị lúng củng, lúng túng phải nói thằng họ lúng túng cái thứ hai là người dân ở đây người ta chỉ nghĩ đến người ta quen đến với các cái vấn đề mà gọi là sóng thần vì họ sống ở đảo mà chứ cái sóng thần là họ lo lắng nhiều hơn cho nên khi mà ừ, sóng thần xảy ra thì họ đối phó nó dễ hơn dân là đảo chứ họ không nghĩ là cháy rừng mà rồi còn họ không nghĩ là cháy rừng mà nó nhanh như thế đó thành ra nó có một cái yếu tố nữa theo như cái phân tích của CNN mà họ phỏng vấn người dân đó là gì người dân dậy ý, một số người khi người ta nhận được cái báo cáo cái 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 thông báo của tiểu bang của cơ quan khẩn cấp là cháy rừng đang lan nhanh người ta cũng ý là ồ cháy rừng từ từ tính sau đâu có gì đâu sóng thần nó ào cái nó ghê cháy rừng cháy từ từ để coi người ta chữa rừng như thế nào các thứ cho nên nhiều người người ta vẫn lần lữa ta không đi cho tới lúc mà chạy, nó chạy nó, nó dí sát đít rồi lúc đó mới hoảng đó nó có cái tâm lý nó luôn tức là thưa quý vị nó như thế này mình ví dụ mình ở một cái vùng mà gọi là, 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 là. thường xuyên mà mưa đi không? năm này tháng nọ nó mưa hoài ô mưa là ghê gớm lắm Mỗi lần mưa là tôi quen là bảo hôm nay thông báo là mưa to lắm là tôi đóng cửa nhà nó lại phải không? Tôi lấy đồ tôi che phải không? Tôi quen rồi. Nhưng một ngày nào nó tự nhiên cái nó không có mưa mà nó gió. <laughs> gió tôi biết tôi, tôi che chắn sao đây tôi cũng làm tôi che giống như mưa rồi xong hàng rồi, đúng không? Gió thổi tốc luôn cả mấy cái... đó, đại khái là nó như vậy. Tức là họ chưa bao giờ bị một tình trạng như thế này. Trong khi họ đang chuẩn bị cho một tình trạng khác. Tôi nói giả sử hôm vừa rồi, rồi mà nó bị sóng thần đi bỏ mình có thể nói như vậy đúng không ui sóng thần là chúng tôi quen rồi chúng tôi tập dượt thường xuyên rồi chúng tôi biết khi mà sóng thần tôi phải chạy đi đâu lái tàu nó hướng nào chúng tôi lấy chúng tôi gom cái đồ gì ví dụ vậy đó Hả, sóng thần chúng tôi gom đồ ăn không cần gom quần áo rồi ra biển bơi sóng thần nó lên quần áo chạm thôi gì cả ví dụ vậy đó nhưng mà chạy nó khác à à chúng tôi lúng túng và chúng tôi ỉ ngay cả người dân ở là ai nào bị nó luôn ở Học ở Bến có người bảo là Tôi biết đi đâu hết Tôi biết làm cái gì hết Tôi đứng chờ chính phủ Chờ Khu Hòa đến Bởi vì chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp này Cái đó nó cũng là cái mà dẫn đến cái chuyện là Người ta bảo là không ai nghĩ rằng Là nó cháy nhanh như thế Mà quý vị coi quý vị thấy đó tôi nhắc lại một lần nữa sáng nay trên chương trình bây tôi nói rồi bây giờ phải nói lại để quý vị để ý nè Hawaii nó không có những khu rừng già cái chỗ cháy nó không có những cây cao nó không có những cái rừng mà dày đặc chúng tôi thấy thường thường mà cháy rừng mà dày đặc đó rừng mà cây cao thích vô lửa nó kinh hoàng như ở california hay là amazon những cái vùng khác chúng ta thấy đó. cây nó cao cả mấy chục thước cả trăm thước luôn ví dụ như ở California những cái rừng rừng như cây sequoia là cây redwood nó cháy kinh lắm nghe nó dữ dội lắm ở đây chúng ta không thấy cây cao không thấy cây dày đặc thậm chí là đồi chọc luôn nhưng mà nó vẫn cháy khủng khiếp cho nên cái tâm lý đó nó có không những trong cư dân mà có thể ngay cả giới chức tiểu bang đặc biệt là giới chức khẩn cấp đó với cái gì nó đâu có gọi là cái gì gọi là dễ đặt đâu Dù khi người ta cũng ý chứ không phải không đâu Thế khi ý như vậy đó Thì nó xảy ra cái chuyện là gì Có thể là cái cái cái, cái báo động nó không mạnh mẽ Như ông hiểu không ừ. Do um. đó cho nên là Trong đây tôi đọc tôi thấy rằng Ngay cả các giới chức mà mà cứu hỏa họ bảo là Như cái ông, ông 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 cái ông mà gọi là ông Fred uh, Ventura này Uh, là giám đốc cứu hỏa chỉ huy trưởng cứu hỏa của Maui County cũng bảo là nobody saw this coming period biết không ai nghĩ là nó xảy ra Japan. đó thì bây giờ ông nói bây giờ chúng tôi mới thấy là chúng tôi gặp một tình trạng là lửa đi quá nhanh trong các khu xóm mà ban đầu lửa cháy người ta nghĩ rằng là ô tự mình là di tản mà không cần phải ai báo vậy thấy từ từ đi đó thì thưa anh nó cũng là cái cái lý do mà 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 mà, mà cháy như thế thưa anh có một cái số thông tin mà chúng tôi theo dõi ở đây thì chúng tôi thấy rằng là giới chức địa phương và dân chúng thì coi như là họ bị bất ngờ nhưng mà không phải là họ không có được gọi là cảnh báo trước thì theo cái thông uh, bài bài báo ở đây viết như thế này vào cái hôm chủ nhật thì là cơ quan khí tượng quốc gia ở tại Honolulu đã đưa ra một cái cảnh báo hỏa hoạn với cái chuyện thứ nhất là cái sức gió mạnh với cái tình trạng mà gọi là độ ẩm thấp có thể xảy ra một cái tình trạng cháy cháy rất là uh, dữ dội ở trong những ngày sắp tới ha à, thì và sang cái ngày hôm thì là thứ hai tuần trước đó thưa quý vị thì là cơ quan khí tượng cũng lại đưa ra tiếp tục những cái cảnh báo mà gọi là red flag cảnh báo đỏ về cái tình báo động trạng đỏ, báo động đỏ báo động đỏ về cái tình trạng mà có thể xảy ra những cái vụ cháy rừng bởi vì tình trạng gió thổi và cái và cái 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 độ ẩm trong không khí rất là thấp và đây là một cái tình trạng mà phải nói rằng là rất là nguy hiểm thì và cái cái cảnh báo của cơ quan khí tượng cũng nói luôn rằng là sẽ rất dễ dàng xảy ra một cái chuyện mà cháy rừng mặt lan lan nhanh với một cái tốc độ rất là cao thì khi mà cái vụ cháy xảy ra thì nó đúng như những gì mà các nhà khí tượng báo thì những cư dân họ nói rằng là những người cư dân mà có nhà ở tại cái thành phố là hay nè họ nói là khi mà gió thổi mà bắt đầu họ bắt đầu họ nghe mùi khói cháy thì cái thông cái thông báo của 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 uh, uh, trong khu vực đó cho biết rằng là họ chỉ có khoảng chừng 10 phút để mà để chạy thôi nhiều người còn đang ở trên đường phố hối hả chạy về nhà vì còn con còn còn con ừ. con nhỏ ở nhà rồi con mèo luôn rồi con thú mèo thú cưng con đó. chó thú, thú cưng, cưng đó, dạ. À, họ hối hả họ chạy về để mà họ, họ 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 cứu thì nói chung đó là họ bị rơi một cái tình trạng mà là họ hỗn loạn một cái tình trạng hỗn loạn thì đây cái việc này chúng ta cũng không thể nào chúng ta có thể giải thích được hết tất cả một câu chuyện nó đang xảy ra ở tại cái cái đảo cái thành phố là hay là ở trên cái đảo Maui tiểu bang Hawaii trong cái vụ cháy này thì trong thời điểm đó thì cũng có cái đám cháy nó không phải nó cháy liền cái một lúc nó kéo dài trong những ngày khác nhau có những cái à, cả những cái đơn vị những cái đội cứu hỏa đến một cái khu vực nào đó họ nói rằng họ có kiểm soát được 100% rồi sau đó lại thêm một những cái đám cháy khác những lực lượng cứu hỏa cũng đến và cũng kêu gọi dân chúng gọi là là, là, là tìm cách di tản nhưng mà những cái nỗ lực này không có không nhanh bằng cái sức gió thổi thưa anh. Vâng thì khi mà cái gió nó thổi mạnh quá như vậy đó thì bên sở cứu hỏa ở đây nó cũng cũng mắc một cái sai lầm nữa là vào lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày hôm đó, đó thì Maui County đó họ có cập nhật là rất là quan đây này vào hôm thứ ba tuần trước đó ở trên Facebook họ viết này sở cứu hỏa Maui tuyên bố đám cháy ở là hai nà đã được dập tắt 100% trước 9 giờ sáng ngày hôm nay. Ngón cơm, 9 giờ 55 họ nói là đã dập tắt lúc 9 giờ sáng. Nhưng mà khoảng một tiếng đồng hồ sau, thì họ lại cập nhật với cư dân à, là vào khoảng 10 giờ 55 phút sáng. Thì họ nói là nhân viên cứu hỏa đang tiếp tục ở hiện trường để dập tắt đám cháy. Và vào lúc 12 giờ 22 phút sáng ngày hôm sau, tức là bao nhiêu hơn 12 tiếng sau họ lại báo cho cư dân là thôi di tản đó rồi đến buổi chiều lúc đó thì tự nhiên là nó cháy lớn bắt đầu đám cháy là nó đe dọa thực sự đó. nó đe dọa thực sự thì lúc đó mới kêu mọi người là thôi bây giờ lo chạy đi là lúc đó là Maui County đưa lên Facebook vào khoảng 3 giờ 20 phút chiều anh thấy chưa mà họ nói Tức là... là chính như họ bị lúng túng trước đó too... nó là dập tắt một trăm dân chúng là thu proactive evacuate dạ. có nghĩa là, là tự chạy đi tự chạy đi <laughs> chúng tôi chúng tôi không giúp gì được hết mà họ bỏ lên facebook như tôi nói nãy facebook giờ đó internet bị cắt rồi dạ. đâu phải ai cũng coi được hết thì họ đúng là sử dụng các phương tiện ờ, mạng xã hội là đúng thời buổi bây giờ nhưng mà họ quên mất một điều là gì điện nó mất và mạng mất luôn bởi vì thưa quý vị về cái địa lý của Hawaii nó không phải như trong đất liền ở trong nước Mỹ nó là một quần đảo coi như độc lập nó bị cô lập thành ra khi mà bị như vậy đó là các cái 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 cái, cái, cái tôi đã ví dụ như là những cái cột mà nó internet đúng không anh ừ. người ta tắt điện nó đi là mấy cái cột nó không hoạt động hoặc là mấy cột nó bị cháy bà rồi nó không có internet trong khi đó thì cái 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 cơ quan mà emergency đó, nó đâu nằm Maui đâu nó nằm ở Oahu, nó nằm bên Honolulu đúng không thu phủ của tiểu bang đó đó phải như ví dụ như là là là, 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 là California là Arizona thì nó nằm một miếng đất liền nó khác còn đây nó nhiều cái đảo cho nên nó bị những cái trở ngại như vậy thì đây đó bây giờ đó người ta đang điều tra Người ta chưa biết lỗi của ai Nhưng mà nếu có đó Nhiều người tin rằng không phải lỗi cố ý Nó cho một cái chuyện đơn giản đấy Chưa bao giờ họ gặp cái cháy như thế này Họ chỉ chuẩn bị cho cái chuyện này Nhưng mà nó xảy ra chuyện khác Chuẩn bị chuyện nước mới xảy ra chuyện lửa là Hai chuyện khác nhau nước và lửa ừ. Ừ. Đó là cái thứ nhất đơn là tỷ Cái thứ hai là gì Không ngờ cái cháy này cái lửa đi nhanh quá Bởi vì chúng ta nhìn rừng á, Thấy rừng nó thưa Đâu ngờ đâu mà rừng thưa Nếu mà rừng nó dày á thì nó khác nhưng bây giờ người ta nói là qua cái chuyện này đây là một bài học không những cho Hawaii mà cho tất cả các tiểu bang Mỹ mà cho cả mọi nơi trên vũ trụ này luôn tức là đừng bao giờ đánh giá tấm cái gì cả và phải luôn luôn chuẩn bị và phải chuẩn bị cái cách nào đó chứ không phải như anh Long nói đầu chương trình hiện đại vậy nhưng mà nhiều khi nó không hợp không hợp thời bởi vì thực tế tình hình nó khác đó là câu chuyện như vậy thôi vậy thì mới năm ngoái người ta cho biết rằng là tiểu bang Hawaii đã đưa ra một cái báo cáo họ đánh giá những cái mức độ gọi là thiên tai nguy hiểm cho người dân đảo này thì họ xếp theo thứ hạng là sóng thần, động đất, núi lửa, ừ. còn chuyện cháy rừng họ xếp hàng lô thấp, hàng thấp <laughs> và bây giờ thưa quý vị vấn đề là không giống như sự đánh giá cho nên chúng ta thấy mà đó. họ đánh giá bây là đúng, yes. đúng không sai bởi vì bởi vì dân Hawaii sống ở những cái nơi mà ba cái trường hợp nó ừ. xảy ra nhiều hơn anh nói lại là gì sống thần này sống thần à uh... động đất động đất núi lửa à? lạc tại vì tại vì Hawaii nó nằm dạ. ở ngay khu vực đó còn bị cháy rừng là xếp hạng lô uh -huh. bây cái... giờ bị lạnh như cái California thì là uh, là động cháy đất rừng. với cháy rừng dạ. thì nó là hai cái ưu dạ. tiên có còn ví dụ như Louisiana thì bà uh, luôn thì ừ. nó phải là ưu tiên đó nhưng mà nhiều khi nó lụt đông đến mà cháy rừng đó. cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình tin ngày hôm nay mai phải làm đội chúng chúc quý vị mình ngày vui khỏe chúng tôi cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SPTN Morning sáng ngày mai thứ ba 15 tháng 8 năm 2003.